背后总有着遗留。谁制造骗局来源方冷静目光，看每个处心积虑的个案，线索会暗中积下一个网，秘密收藏在那间房。谁终没说话仍能讲，有谁伪装máy số 2, theo anh Tuyết đi, quay cận mặt anh Tuyết. Sao lại phun máu vậy? Lúc giờ đâu có đâu. Anh Năm, Tịnh Thiếu Bảo, Tịnh Thiếu Bảo, anh Năm. Xảy ra chuyện gì? Đừng động vào. Gọi 3 số 9. Được. Mau đi tìm cậu Long đi. Rõ. Cậu Long, cậu Long, anh Bảo gặp chuyện rồi. Sếp, lúc cứu hộ đến đã tháo băng nạ hổ trên đầu nạn nhân xuống, tháo sợi xích trói trên tay nạn nhân ra, những thứ khác không động đến. Được rồi. Mọi người tiến hành công việc đi. Yes, yes sir. Đi. Hả? Đi đâu? Hiện trường vụ án ở đây mà. Người chết không biết đi, ra ngoài gặp những người còn sống đi. Anh mới tới, theo lâu chút sẽ hiểu thôi. Sư huynh, đăng ký xong hết chưa? Đăng ký đủ rồi, đại khái chia thành 4 nhóm người. Đường Tâm phụ trách nhân viên đài truyền hình, anh Đỉnh thì đoàn kịch và nhạc sư, nhân viên hậu trường giao cho shipper, những người khác do tôi phụ trách. Mọi người nghe rõ, cảnh sát lấy lời khai, mời mọi người hợp tác tốt, được về nghỉ ngơi sớm. Cuối tuần có sự quyên góp, chúng tôi tìm đoàn kịch Long Triệu Thiên về, biểu diễn một vở kịch để quyên góp từ thiện. Phòng hóa trang chuyên dụng để dành cho những ai? Để cho Long Anh Tuyết và Tịnh Thiếu Bảo sử dụng, nhưng tổng giám đốc đoàn kịch Long Diệu Trung cũng nghỉ ngơi trong đó. Chỉ có 3 người thôi sao? Còn có ai khác ra vào hay không? Đã là phòng hóa trang chuyên dụng thì không có ai dám vào đâu. Những người đóng vai phụ đều tập trung ở phòng hóa trang lớn để hóa trang và thay đồ. Phân chia chính phủ rạch ròi như vậy hả? Ngành kịch rất chú trọng giai giới trong đoàn, cái gì cũng phải theo quy tắc hết. Tôi là trưởng ban Quỳnh Lập Cường. Trưởng ban? Trưởng ban tức là nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc đó sếp. Vậy lần cuối cùng anh gặp Long Diệu Trung là lúc nào? Hôm nay 3 giờ về giật chương trình cũng chưa gặp anh ta. Anh ta là tổng giám, không phải nên theo sát anh sao? Thì có chị Tuyết ở đây, anh ta đâu cần lo gì. Vào tới đài truyền hình cũng chỉ muốn gặp gỡ các diễn viên thôi. Ai ngờ anh ta vào đây đi chậu Diêm Vương luôn đó. Cô chính là Tiêu Quần, người phát hiện nạn nhân. Ừ, đúng rồi, Tiêu Quần là người của anh Bảo, tức là trợ lý. Tôi với Thục Mẫn cũng là y tương của chị Tuyết. Lúc cô phát hiện nạn nhân, có nhìn thấy người nào đáng nghi không? Tôi đã sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, còn dám dòm ngó xung quanh hay sao? Sung lâu lắm rồi đó. Sếp Quách, có gì muốn hỏi tôi phải không? Long Anh Tuyết là tên thật hay nghệ danh gì? Lúc nãy người của anh đã đăng ký chứng minh thư của tôi rồi. Tôi muốn khen tên của cô hay đó, Lương Ảnh Ánh Tuyết, vừa tráng lệ lại có ngữ cảnh.
Có người nói lúc nãy cô đập một phát khiến người ta ói máu. Diễn kịch sao có thể dùng sức thật chứ? Cú đá trên sân khấu lúc nãy chỉ là làm bộ ra sức, đạp nhẹ nhẹ thôi. Thường ngày Tịnh Thiếu Bảo có đau ốm gì hay không? Trước khi ghi hình có nói không khỏe hay không? Anh Bảo huyết áp cao, đã đi bác sĩ và đang uống thuốc, dạ dày cũng tạm ổn. Từng viêm dạ dày, xương đầu gối bên chân trái có biểu hiện thoái hóa. Cô cũng hiểu rõ về bạn diễn của mình quá hơn. Bình thường chỉ cần quan tâm thêm chút xíu là được rồi, không có gì khó. Long Diệu Trung thì sao? Tôi không biết. Đều là người trong đoàn hát, tổng giám chắc chắn phải hợp tác vô hạn mới phải chứ. Sếp Quách à, tôi sẽ cố gắng phối hợp với các anh để điều tra. Bây giờ anh Bảo sống chết vẫn chưa rõ, tôi rất muốn đến bệnh viện để thăm anh ấy trước. Alo. Cảm ơn. Tôi nghĩ là không cần nữa. Bệnh viện vừa mới gọi tới, Tịnh Bảo đã được thông báo đã mất vào 5 phút trước rồi. Sếp Quách. Sếp Cao. Sếp Cao, tình hình thế nào? Đoàn kịch Long Triệu Thiên đã ghi hình tiết mục quyên góp. Tiểu sinh Tịnh Thiếu Bảo trong quá trình ghi hình đã ói máu ngất xỉu. Bệnh viện mới gọi tới nói là không cứu được, tạm thời không loại trừ khả năng bị giết hại. Hogwood, thiết lập máy scan 3D, quay lại toàn cảnh hiện trường. Ocean, kiểm tra chung quanh sân khấu. Thẩm định với tôi, phụ trách thu thập bằng chứng hiện trường. Rõ, rõ chỉ huy. Có mùi của kim loại và tỏi. Tịnh Thiếu Bảo có khả năng bị trúng độc. Vậy cái chết của anh ta và cái chết của Long Diệu Trung trong phòng có mối liên hệ gì không? Vào trong hỏi anh ta. Đi. Nhưng anh ta chết rồi mà. Người mới đó. Xác chết biết nói. Không phải anh không biết chứ. Bác sĩ Mệt. Tới rồi hả? Tình hình gì vậy? Thân nhiệt 95 độ, dự đoán đã chết được 2-3 tiếng đồng hồ. Mặt trước tay phải của nạn nhân có vết thương nhỏ, là vết thương phụ. Gần vị trí gan có vết thương do vật sắc. Xét lượng máu có thể thấy vết thương không nặng, nhưng vết thương trên động mạch cổ lại có vẻ sâu. Ba vết thương đều bị viêm và sưng. Có phản ứng gì là vết thương lúc còn sống? Trong miệng của nạn nhân còn có mùi kim loại và tỏi. Cũng trúng độc hay sao? Nạn nhân đã chết ngoài kia, tạp chất ói ra cũng có mùi này. Tất cả đều là dự đoán ban đầu, nguyên nhân chết thật sự phải tìm hiểu kỹ mới biết được. Lúc Long Diệu Trung bị phát hiện, đầu đang đội mặt nạ cọp này, đôi tay bị hung thủ dùng dây xích cột lại. Trước khi cứu hộ tới, người của tôi đã chụp lại mặt của nạn nhân. Đoàn kịch trước khi diễn một vở kịch sẽ có nghi thức dùng đạo cụ đầu cọp và dây xích. Tế bạch hổ. Dùng người chết tế bạch hổ. Tại sao họ lại bị giết hại vậy? Đắc tội với những ai? Không phải họ đắc tội với người, họ đắc tội với thần thánh. Chắc là tháng trước mở vở mới, lúc đã mau, cậu Long nói điện thoại và anh Luật mở miệng nói chuyện rồi. Đã mau, tức là tế bạch hổ. Đừng nói, chúng tôi chỉ có thể nói đã mau. Những từ đó tuyệt đối không được nói, xúc phạm thần linh. Các người nghi ngờ vụ án liên quan tới phạm luật cấm kỵ. Cho dù phạm luật cũng chỉ có Long Diệu Trung, Tịnh Thiếu Bảo không có. Anh Bảo và cậu Long rất thương thiết. Một bình trà sâm, hai người cũng uống chung được. Có phúc thì cùng hưởng, có nạn thì cùng nhau đỡ đó. Thank you.
có vấn đề à? Bốn vết máu tại hiện trường kết quả hiển thị thời gian không giống nhau. Thời gian nạn nhân bị thương đều khác nhau. Theo suy đoán nạn nhân bị đâm vào bụng trước, tạo nên vết máu số 1, sau đó bò về phía trước, tạo thành vết máu số 2, sau đó bị vật nhọn đâm vào cổ, chính là vết máu số 3. Kết quả chứng minh vết máu số 1 so với vết máu số 234 khoảng cách là 15 phút. Nạn nhân bị thương ở bụng, 15 phút sau tiếp tục bị vật nhọn đâm vào động mạch cổ mất máu mà chết. Nguyên nhân gì khiến hung thủ dừng tay lại rồi lại ra tay? Chị Tuyết à, giám đốc tưởng của đoàn kịch biết anh Bảo gặp chuyện, hỏi buổi biểu diễn vào chủ nhật này ra sao. Tam hí Châu Dư, anh Bảo đóng vai Châu Dư đó. Đổi tiết mục đi, diễn Phạm Lệ Qua mừng thọ, in lại tờ rơi mới, trễ nhất ngày mốt, dán ở sân khấu kịch. Còn diễn sao? Không diễn tức là không có uy tín, vé thì bán hết từ lâu, chỉ cần cùng một khán giả, chúng ta vẫn phải diễn. Ờ. Chị Quân nè, cha mẹ của anh Bảo ở viện dưỡng lão Đại Lục, nếu họ muốn xuống đây, chúng ta cố gắng hỗ trợ và sắp xếp nơi ăn ở cho họ nha. Đã rõ. Vậy ông Long Lớn có cần thông báo ông không? Long Lớn. Trời. Sư phụ, tôi phải gặp Diệu Trung. Bây giờ không phải lúc đâu. Diệu Trung là con của Long Triệu Thiên này, tôi đưa nó tới thế giới này được thì tôi có quyền đi xem nó như thế nào. Diệu Trung đâu? Cậu nói đi, Diệu Trung ở đâu hả? Bây giờ có phải tôi muốn nhìn mặt con trai lần cuối cùng cô cũng không cho hay không? Đừng như vậy mà sư phụ. Ông Long. Sư phụ, tôi cầu xin ông đó. Có phải Diệu Trung khó coi lắm không? Ông Long, nạn nhân Hà Bảo, nghệ danh Tịnh Thiếu Bảo, đóng vai sử sinh trong đoàn kịch, gia nhập đoàn từ 3 năm trước. Theo lời khai của các nhân viên, nhân duyên của anh ta không tệ, không có thói quen xấu, tiền bạc bình thường, không có thù oán với ai. Năm mươi mấy tuổi mà còn đơn thân, mối quan hệ nam nữ ra sao? Từng kết hôn, từng ly hôn, sau đó chỉ lo làm việc, không có scandal nào, cho nên không tìm được thêm manh mối nào khác. Vậy nạn nhân còn lại thì sao? Nạn nhân Long Diệu Trung sinh ra tại đây, 18 tuổi đi theo mẹ di dân sang Anh, trở về Hồng Kông vào một năm trước, gia nhập đoàn kịch làm tổng giám nghệ thuật. Thành công nhờ công cha. Long Diệu Trung là con riêng của Long Triệu Thiên, bởi vì vợ cả là người có tiếng tăm nên Gia Dư chưa dám thừa nhận, cho tới khi vợ cả mất vào một năm trước. Ngay cả mẹ ruột của Long Diệu Trung cũng mất vì bị bệnh nên anh ta mới có thể nhận tổ quy tông. Về già có con tự được lo lúc lâm chung, ai ngờ cũng là cái đầu bạc tiễn người đầu xanh thôi. Trước đó Long Triệu Thiên lui về giao đoàn kịch cho Long Ánh Tuyết đảm trách. Con trai ông ta vừa về, ông ta đã cho con trai mình ngồi ghế tổng giám nghệ thuật. Mặc dù nói Long Ánh Tuyết là đệ tử thập nhất, nhưng Long Triệu Thiên vẫn là người sáng lập, dù gì thì con trai vẫn thân hơn. Rõ ràng ăn chắc cái ghế bầu gánh, ai dè nhảy ra thành con riêng. Long Ánh Tuyết có đầy đủ động cơ giết người. Đừng có đoán mò nữa, trực tiếp đi hỏi Long Triệu Thiên đi. Mặc dù gừng càng già càng cay, nhưng cũng có lúc tuổi già qua mắt, chưa chắc đã nhìn được thấu đáo. Người già nhìn việc là dùng cái tâm, ai là người, ai là quỷ, Long Triệu Thiên giỏi hơn cả tôi và cô. Mọi người muốn biết những gì? Long Diệu Trung, con trai của ông, làm việc ở trong đoàn kịch ra sao? Có xảy ra xung đột với ai hay không? Anh nghi ngờ hung thủ là người ở trong đoàn kịch sao? Chúng tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Chắc là ông cũng có nghe tình hình làm việc trong đoàn kịch của anh ta phải không? Đi một con đường suốt mấy chục năm, đột nhiên phải rẽ hướng, ai cũng cần có thời gian để thích ứng. Nhưng mà cho dù tình cảm có tổn thương thế nào cũng không thể là cổ. Dường như ông Lâm Lớn đoán được chúng tôi đang muốn hỏi về mối quan hệ giữa con trai ông và Long Ánh Tuyết. Hòa hợp cũng cần phải có thời gian, nhiều lúc còn làm tổn hại tới tình cảm nữa. Anh Tuyết đã theo tôi 40 mấy năm, lúc vợ tôi còn sống cũng xem cổ như con gái vậy. Cổ cũng nhìn Diệu Trung lớn khôn. Vậy ông Long Lớn à, ông cảm thấy Long Ánh Tuyết như thế nào? Là nhân viên hay là con nuôi?
ông cảm thấy cổ và con trai của ông ai mới thích hợp làm bầu gánh? Bầu gánh chỉ là một cái tên, lại còn là đoàn kịch, người một nhà, mười ngón có ngón ngắn ngón dài. Nếu phối hợp được tốt thì có thể bổ trợ lẫn nhau. Chỉ là bây giờ muốn bổ cũng không được nữa rồi. Ông tin tưởng lòng Ánh Tuyết như vậy, tại sao còn tát cổ? Tôi giao đoàn kịch cho cổ, tin tưởng cổ sau khi tiếp nhận giúp đoàn kịch phát triển được tốt hơn. Thậm chí tôi còn giao cả Diệu Trung cho cổ coi chừng. Tôi muốn cổ dẫn dắt Diệu Trung bước trên con đường vinh quang. Ai ngờ tới cuối cùng Diệu Trung cả người toàn máu, đi xuống hoàng tuyền. Anh Tuyết thật tin gì tôi, cái tác đó cổ xứng đáng phải nhận. Nhưng mà hung thủ chắc chắn không phải là cổ. Vậy xem ra chúng tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Long Triệu Thiên tôi chưa từng cầu xin ai, nhưng tôi cầu xin hai người nhất định phải tìm được ai giết con trai của tôi, trả lại công bằng cho con trai của tôi. Sợ quá nghiêm Hồng Kông. Vết máu được phát hiện trong phòng hóa trang, dựa vào vị trí và tình trạng phân bố có thể chia làm 4 nhóm. Tất cả đều thuộc về nạn nhân Long Diệu Trung. Thời gian hình thành 4 nhóm máu này không giống nhau, cách nhau khoảng 15 phút. Tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? Chúng ta thử mô phỏng quá trình xảy ra vào hôm đó. Hôm đó Long Diệu Trung nghỉ ngơi trong phòng hóa trang, sau đó hung thủ xuất hiện và tấn công nạn nhân. Theo như bác sĩ Men cho biết, Long Diệu Trung bị vật nhọn đâm vào vùng gan ở góc độ mắt thường. Suy đoán lúc đó hai người đang đứng đối diện nhau, có thể độ cao của hung thủ tương đương với Long Diệu Trung, khoảng 1m6 tới 1m7. Vết đâm này của nạn nhân lượng xuất huyết không nhiều lắm, máu tuôn từ từ. Vì vậy vết máu số 1 có khả năng là do máu từ hung khí nhỏ xuống sàn tạo thành. Sau khi nạn nhân bị đâm có thể đã từng ngất xỉu, cách 15 phút sau mới tỉnh lại. Giả dụ nạn nhân tỉnh lại, anh ta thử gọi người cứu, sau đó thì bò trên sàn nhà, tạo thành vết máu nhóm 2. Tôi tìm thấy điện thoại của Long Diệu Trung phía dưới thùng chứa đồ. Mặc dù vết máu trên màn hình đã được xử lý, nhưng bên rìa mép của máy tìm thấy một ít dấu vết còn sót lại của máu. Sau khi hóa nghiệm đã chứng thực là máu của Long Diệu Trung. Đã kiểm tra vị trí ban đầu của hai vết máu này rồi, có thể là số 9 ở trong dãy số của điện thoại. Chắc lúc đó Long Diệu Trung đang tính gọi 999. Nhưng chưa bấm được số 9 lần thứ 3 thì đã bị hung thủ cản lại. Như vậy sếp Cao nói 15 phút sau anh ta tỉnh dậy là muốn bò đi gọi cứu giúp, chắc là không sai. Hung thủ đâm một dao vào cổ nạn nhân. Bởi vì nạn nhân bị đâm lúc đang nằm, máu tràn ra nên hình thành vết máu nhóm 3. Đâm vào động mạch cổ phải là vết máu phun ra, nhưng mà vết máu xung quanh lại không hoàn chỉnh, có thể đã dính vào người hung thủ. Nhóm máu 1, 2, 3 đều có thể suy luận, nhưng vết máu nhóm 4 lại có sự phân bố rất lạ. Mọi người có ý gì không? Mọi người cứ nghĩ thêm đi. Huy, thấy cô thế nào? Theo như dữ liệu bên phía cảnh sát, hôm đó phòng hóa trang chuyên dùng được dọn sạch sẽ mới giao cho đoàn kịch sử dụng. Nhưng chúng tôi phát hiện ở phần kính ngoài cửa có vết dơ màu nhạt. Sau khi hóa nghiệm thành phần cho thấy thuộc về một loại thực vật tên là Sibuton. Là hắc mai biển. Nước Hy Lạp cổ ngày xưa rất thích dùng loại thực vật này để sản xuất mỹ phẩm. Nước ngoài có nhiều hãng đồ trang điểm đắt tiền cũng được làm từ hắc mai biển. Có thể thấy những vết đó đến từ đồ trang điểm. Tức là có người nhìn trộm từ bên ngoài phòng. Cũng có thể. Chúng tôi còn phát hiện những vết tay không hoàn chỉnh bên ngoài phòng, chỉ là quá rời rạc nhưng có thể tái tạo, vì vậy cần thêm thời gian để làm. Tôi tìm thấy vết phấn trên đầu cọp, quá nghiệm cho thấy là nhựa thông. Nhạc sư cho dĩ cầm hoặc kéo nhĩ hồ đi dùng trùng hương đi lau chùi nhạc khí, nhưng vật phẩm trong đoàn ai cũng có thể tiếp xúc, không thể khẳng định là do hung thủ để lại. Vật được tìm thấy dưới sàn của phòng hóa trang chuyên dụng là từ hoa kỳ sâm. Quá nghiệm phát hiện trên đó có arsen 3 oxit, chất độc. Hoa kỳ sâm trong ly của Long Diệu Trung, quá nghiệm phát hiện cũng có chất độc. Trong máu và tạp chất ối của Tịnh Thiếu Bảo cũng có. Nhưng mà trà trong ly của Tịnh Thiếu Bảo thì lại không phát hiện có chất độc. Vậy Tịnh Thiếu Bảo tại sao lại bị trúng độc arsenic? Trong thùng rác của phòng hóa trang tìm thấy một cây ống hút, trên đó phát hiện chất độc từ hoa kỳ sâm cùng với DNA của Tịnh Thiếu Bảo. Người diễn kịch sau khi hóa trang sẽ không muốn làm hỏng, thông thường sẽ dùng ống hút để uống nước. Dựa vào lời khai của cảnh sát thu thập được, Tịnh Thiếu Bảo và Long Diệu Trung hay uống chung một ly trà sâm. Có khả năng Tịnh Thiếu Bảo đã dùng ống hút để uống ly trà sâm của Long Diệu Trung, kết quả trúng độc chung với anh ta. Nhưng trúng độc arsenic đâu có bị ói máu, bởi vì cục máu trong dạ dày của anh ta bị dở và xuất huyết. Bác sĩ Mê, vừa mới gửi báo cáo cho mọi người. Tịnh Thiếu Bảo bị ung thư gan giai đoạn cuối, dẫn đến hình thành bướu phía dưới dạ dày, tạo thành cục bướu máu to khoảng 6 mm. Những loại bướu này có thể dở bất cứ lúc nào, giống như bom nổ chậm.
Sau khi trúng độc sẽ có phản ứng sưng phù, khiến cho cục bướu tăng nguy cơ bị dở. Nguyên nhân chết của anh ta là trúng độc arsenic. Phía trong dạ dày của nạn nhân bị hoại tử nhiều hơn là nội tạng suy kiệt, nhưng tạp chất được tiêu hóa trong dạ dày, nếu đúng như dự đoán, có thể sẽ xét nghiệm thấy arsenic. Có phải Long Diệu Trung cũng vậy không? Đường ruột của Long Diệu Trung cũng có phần bị hoại tử, nhưng mà không nghiêm trọng lắm. Tôi tin là thành phần ngộ độc thì không nhiều, nguyên nhân cái chết vẫn là đại động mạch bị cắt do máu chảy quá nhiều. Bắp tay trước cũng có vết thương. Vết thương ở bộ phận gan và cổ cũng chung độ sâu 8 cm. Vết thương như nhau, có thể là chung một hung khí. Thường giao thì có chung một vết thương, nhưng xem lại hai vết thương chủ yếu của nạn nhân, chính giữa rộng, đầu đuôi hai bên ngọn dài, nên tôi nghĩ hung khí là cây kéo. Ê. Có cần phải gấp vậy không đó? Anh... làm món ngon lắm hả? Ừ. Chà, mì gói à? Mì gói Đài Loan dạo này rất là thịnh đó. Tiểu muội à, thật ra nấu cơm vẫn được mà. Không được, hôm nay nhất định là phải ăn mì. Ok. Ê, dừng lại. Thì ra là muốn làm mì gọt hả? Thời gian hôm nay hơi gấp một chút. Năm sau đi, năm sau để lấy sẵn phép. Từ từ gọt với anh. Mở cửa cái đã. Cứ từ từ mà nấu, đừng có gấp. Ê, xin chào. Cao Tỉnh đang chiến tranh với bếp đó hả? Hiệp 1 quyết chiến mì gọt đã thất bại. Hiệp 2 mì gói Đài Loan chắc chắn sẽ được đó. Thêm món rồi đó, có mình hay gì vẫn còn có cái để ăn. Vậy là tôi yên tâm rồi. Nè, tôi nghe hết rồi đó. Nghe được thì tốt rồi, chia cái trứng giùm tôi đi. Bỏ miếng hành với chút muối vô. Một chút thôi đó. Wow. Anh hay sai thuộc hạ của anh như vậy đó hả? Cái gì chứ, anh trai người ta còn chưa lên tiếng. Đợi một lát đi phòng tập tôi tính tiền của anh ta vào luôn. Tính tiền đó. Bây giờ ai tính tiền vẫn còn chưa biết đâu. Bây giờ mọi người tính tiền dịch heo quay của tôi trước đi nè. Hả? Cái gì chứ, phụ tôi mở bàn ăn cơm đi nè. Tôi phụ lấy dĩa đựng dịch quay cho. Tôi mở bàn. Tôi phụ nữa. Anh phụ ăn đi. Cảm ơn. Anh à, ăn cái đùi gà đi. Nè, em cũng ăn đi. Hai anh em gấp với nhau được rồi, nhớ mặc kệ hai chúng tôi đó. Phải đó, vô nhà cũng là khách, như vậy không đúng đạo đại khách nha. Nói tới lễ hả, phần quà của hai người đâu? Thịt quay là tôi mua đó. Tôi đã đi dành bản thân tôi cho anh của cô đánh rồi, muốn gì nữa chứ? Chút nữa ăn xong, anh với Quách Hoàng đi phòng boxing. Làm bao đánh hả? Một lát nhớ khoanh tay lại cho anh tôi đánh, không được đánh lại đó nghe chưa? Bây giờ cô là sếp của tôi hay tôi là sếp của cô đây hả? Ở căn nhà này á, tôi mới là em của Cao An, không còn ai quan trọng hơn anh của tôi đó. Chính xác. Có già dấu. Có em nào muốn thử không? Em thử. Đợi một chút. Có em nào hôm nay sinh nhật không? Em sinh nhật. Em tên là gì? Em tên Cao An, là Cao Xanh Bình An đó. Chúng tôi phát hiện được cây kéo này ở cống nước.
phòng đau khổ của đài truyền hình. Kết quả xét nghiệm như thế nào? Dấu vết cắt với mấy vết thương của nạn nhân Long Diệu Trung hoàn toàn như nhau. Vết máu trên cây kéo xác nhận chính là của Long Diệu Trung. Có thể khẳng định cây kéo này chính là hung khí giết chết Long Diệu Trung. Long Diệu Trung chết do bị chém khi máu chảy quá nhiều, nhưng cũng bị ngộ độc chung với Tịnh Thiếu Bảo. Căn cứ vào pháp chứng đã kiểm tra được ADN của Tịnh Thiếu Bảo ở cây ống hút và thêm vào khẩu cung của đoàn kịch viên, Tịnh Thiếu Bảo đã uống trà sâm của Long Diệu Trung rồi trúng độc. Nếu hung thủ muốn giết hai người thì sẽ không chỉ bỏ thuốc độc cho một người. Tôi nghĩ hung thủ chỉ muốn độc hại Long Diệu Trung mà thôi. Còn Tịnh Thiếu Bảo là do bất hạnh khi uống vào ly trà sâm đó. Theo dự đoán của mọi người, hung thủ có thể là người trong đoàn kịch sao? Phá cũ lập mới thì không phải ai ai cũng chấp nhận được đâu. Tôi cũng là người xem kịch, cũng nghe được chút tin tức. Nói là một núi không thể chứa hai hổ đâu. Bác sĩ của Tịnh Thiếu Bảo chị Quần đề cập qua, ở trước một ngày xảy ra án mạng, anh ta và Long Ánh Tuyết khi được hỏi thì nghe được hai người đó đang tranh cãi với nhau. Cậu vào nghề này là tôi đã nói rồi. Y Tương là đoàn viên, không đá được, không ngồi được. Cậu dám làm hết hai thứ này luôn. Nhất thời bị quên thôi mà. Chuyện cậu quên cũng nhiều thiệt đó. Lần trước thắp nhang cúng kiến, cậu rõ ràng biết là trên sân khấu không được lên tiếng. Vậy mà cậu còn nói điện thoại rất lớn tiếng nữa chứ. Ba tôi, sư phụ cô gọi tới, không lẽ thôi không bắt sao? Cậu đừng có lôi sư phụ ra nói nữa. Người phá hoại quy tắc chính là cậu đó. Tôi không tin là đá vô Y Thương sẽ có chuyện gì. Lên tiếng một cái là khiến người khác mất tiếng, hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Dùng bộ não suy nghĩ là ra rồi, không có hiểu biết. Vô nhà phải kêu người, vô miếu phải cúng điếu. Cậu vô được nghề này là cậu phải giữ quy định của nghề này. Đây gọi là truyền thống, là tôn trọng. Bây giờ tảo mộ cũng có thể lên mạng rồi, nói gì truyền thống và tôn trọng chứ. Anh hai à, cậu muốn phá cũ lập mới cũng không phải là một lần bỏ hết tất cả truyền thống trước đây. Cậu có hiểu hay không? Tốt thì để lại, không tốt thì bỏ thôi. Đừng cản trở địa cầu này xoay nữa, thế giới mới tiến bộ lên được. Cậu làm ơn, cậu hãy đi tìm hiểu thế giới của màn kịch này trước đi. Cô muốn nói tôi không hiểu biết sao? Tôi ở nước Anh học hết 4 năm lận đó. Cậu học 4 năm, tôi làm nghề này hết 40 năm rồi. Tôi nghĩ sư phụ sẽ không bao giờ giao đoàn kịch này cho những người không đủ tài năng đâu. Cô đừng tưởng cô họ Long là con gái ruột của ba tôi. Long Ánh Tuyết là cô bái sư ba tôi đặt cho cô thôi, cô hiểu không? Tôi mới là con ruột của ba tôi. Đoàn kịch đó sớm muộn gì cũng thuộc về tôi. Tôi muốn đổi thế nào thì đổi. Hôm nay có thể tế bạch hổ, ngày mai tôi đánh con hổ luôn đó. Một ngày có tôi ở đây, tôi cũng sẽ giữ lại đoàn kịch này. Tôi tuyệt đối không để bất cứ ai muốn làm gì thì làm. Chúng tôi điều tra được gần đây Long Triệu Thiên lần lượt hẹn các luật sư, hình như có sắp đặt thứ gì đó. Căn nhà ông ta ở bây giờ đang có giá trị rất cao, nhưng trong lòng ông ta quan trọng nhất có thể không phải là tiền. Là danh dự của Long Triệu Thiên. Về năng lực thì chỉ có Long Ánh Tuyết có thể gánh được danh phận này. Nhưng nói tới ruột thịt thì chỉ có một mình Long Diệu Trung. Cho nên là Long Diệu Trung chết rồi thì lợi ích lớn nhất đó chính là Long Ánh Tuyết. Liên quan tới Long Ánh Tuyết, chúng tôi còn có một phát hiện. Bác sĩ Men đã phát hiện móng tay của Long Diệu Trung có một sợi chỉ hàm lượng gì rất cao và trùng khớp với kem khuyết điểm chúng tôi phát hiện ở hiện trường xảy ra án mạng. Loại trừ hết tất cả những người trong đoàn kịch đó, chỉ có một người đó là Long Ánh Tuyết. Là danh sách Lục Nguyệt ký mới gửi qua, tôi gửi cho mọi người xem. Cây kéo hung khí này từ Lục Nguyệt ký sản xuất đó. Danh sách trên có tên Long Ánh Tuyết. Xem ra tất cả chứng cứ đều hướng theo Long Ánh Tuyết rồi. Pháp y pháp chứng đều đã giao đủ bài hết rồi. Tiếp theo là đội cảnh sát mình diễn xuất một màn kịch tốt đẹp nhất thôi. Sếp Quách, Madam. Sếp Quách, có chuyện gì không thể nói trong điện thoại được mà cậu phải lên tận đây chứ? Có chuyện này cần cô Long giúp đỡ xác nhận một lần. Có phải cô đã đặt cây kéo này ở tiệm Lục Nguyệt ký không? Đúng vậy, cây kéo này vừa nhẹ vừa bén, rất thuận tiện trong lúc làm việc. Lục Nguyệt ký có nói là cô đặt một lần hết 10 cây, cô để dành cho Y Tương xài hay sao? Có vấn đề sao? Cây kéo này chính là hung khí giết chết Long Diệu Trung. Nếu là để Y Tương xài thì cây kéo của mấy người đâu? Cậu nghi ngờ người của chúng tôi giết chết Long Diệu Trung? Dù là người nào đụng qua cây kéo này cũng đều có khả nghi. Lục Nguyệt ký là tiệm rất lâu năm rồi, toàn Hồng Kông đều biết tới nó. Nếu giống như những gì cậu nói thì tất cả mọi người đều có nghi vấn hết rồi. Cô Long mà, cô thật sự rất tin tưởng đoàn viên của cô đó. Người cuối cùng nhập đoàn cũng đã 3 năm, chúng tôi đã như người một nhà rồi. Không phải Long Diệu Trung năm ngoái mới gia nhập thôi sao? Cô không để tâm đến nó à?
À, tôi biết rồi. Cô đâu có xem anh ta như là người nhà đâu. Đừng đụng vào, coi chừng dính trúng sẽ chỉ đó. Tôi không nhớ lầm, cô là chị Khanh đúng không? Tôi có thể xem bao tay của cô không? Cũng mượt thiệt đó. Chắc là hàng từ trên đó đúng không? Bác sĩ Men đã phát hiện móng tay của Long Diệu Trung có một sợi chỉ hàm lượng chì rất cao. Đeo nó vào để làm việc tiện hay sao? Sao cô lại không đeo? Trợ lý của chị Khanh mà. Chị ta sợ dính trúng những sợi chỉ vàng đó. Đeo bao tay vô vừa sạch sẽ vừa an toàn. Chị đã quen rồi. Quen thiệt rồi đó. Giết người mà không để lại dấu tích gì hết. Chúng tôi có lý do tin tưởng cái chết của Lâm Diệu Trung có liên quan đến cô. Mời cô theo chúng tôi về để hỗ trợ điều tra. Sếp Quách, căn cứ vào đâu cậu nói cái chết của Lâm Diệu Trung liên quan tới chị Khanh chứ? Chúng tôi có đội ngũ pháp y chuyên nghiệp. Tôi nghĩ chị Khanh theo chúng tôi về bàn giao rõ ràng, vậy thì sẽ có kết quả nhanh nhất thôi. Căn cứ kết quả của bộ phận pháp y đưa ra thì sợi chỉ bao tay mà cô đeo khớp với sợi chỉ của Lâm Diệu Trung khi bị ám sát. Trước khi anh ta chết đã có tiếp xúc qua với cô. Giết người cần phải có động cơ. Chúng tôi điều tra cô và Long Diệu Trung không hề có xích mích gì hết. Người mà cô giết đó là La Đức Trạch. Long Diệu Trung giúp chị tên là La Đức Trạch, một năm trước đã nhận lại Long Triệu Thiên theo ba mình họ Long, kêu tên là Diệu Trung. Lúc 18 tuổi đã từng bị tố cáo tội hiếp dâm, nhưng do chứng cứ không đủ nên tố cáo bất thành, đã được thả ra. Nhưng nạn nhân 16 tuổi đó tên là Đinh Tiểu Doanh, tức là con gái duy nhất của cô, vào ngày hôm sau ngày phán xử, cô ấy đã tự tử. Còn tôi không phải tự tử đâu, nó bị thằng khốn La Đức Trạch hãm hại đó. Đừng có qua đây. Đừng khóc mà, xuống đây rồi nói. Còn gì để nói nữa, tòa đã xét hắn ta vô tội rồi. Những người khác ai ai cũng nói là cô ngủ với hắn ta, còn không biết xấu hổ, dù không hắn ta cưỡng hiếp. Con đừng để tâm những người khác nói gì, họ không biết gì hết mà. Họ biết hết mà. Họ biết là con bị người ta hiếp dơ giấy như thế nào. Nhưng ánh mắt mà họ dòm ngó con như là con không có mặc đồ vậy đó. Chuyện này sẽ qua rất nhanh thôi, không còn ai nhớ tới nữa đâu. Con nhớ đó. Bây giờ con nhắm mắt cũng nghĩ tới hắn ta. Hắn ta rất là mạnh, con cứ đẩy ra mà đẩy hoài, đẩy cũng không ra. Tại sao lại là con chứ? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Hắn xấu xa sẽ bị quả báo, ông trời sẽ trừng phạt hắn ta. Con cũng phản xử hắn ta vô tội, nhà tù cũng không nhận hắn ta. Hàng xóm của bạn ta sao má lại có đứa con gái như con? Con mãi là con ngoan trong lòng má, sẽ không sao mà. Má cầu xin con đó, con xuống đây đi. Con lại không nghe lời má rồi. Con xin lỗi má. Con gái tôi chết rất oan và rất thê thảm mà. Hắn xấu xa cứ nghĩ mình giàu có và quen biết rộng rãi. Hắn kiếm những doanh nhân viết rất nhiều lá thư khẩn cầu giúp hắn để rồi được vô tội. Cái gì thanh niên chỉnh tề, rồi có cái gì cống hiến với xã hội. Vậy con tôi thì sao đây? Nó bị người ta cưỡng hiếp, còn mất mạng luôn chứ. Nó chỉ có 16 tuổi thôi. Có phải là giết người phóng hỏa thì đeo dây vàng, sửa cầu xây đường thì chết vô thi hài không? Con tôi đi rồi, tên xấu xa đó cùng má hắn di dân rồi sung sướng hưởng thụ. Tôi thất bại thiệt mà. Ở ngoài đáng một năm mà cũng không nhận ra hắn ta. Tôi có lỗi với con gái tôi. Từ thanh niên thành trung niên 30 mấy tuổi, còn thay đổi cả tên nữa, cô không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi. May là ông trời có mắt. Thục Mẫn nói mà tôi biết chuyện, để tôi có cơ hội trả thù cho con gái tôi. Chị Khanh, đi đâu đó? À, mua nước ngọt giùm cậu Long nè. Hắn ta cũng đâu phải lần đầu sai cô làm việc đâu. Thuận tiện thôi. Rõ ràng chị Tuyết tuyển tụi mình về làm y tương mà. Vì ta nể mặt ông Long mới không tính toán với hắn ta thôi. Chị Tuyết biết ông Long thân cậu ta thôi. 70 mấy tuổi mới nhận lại con trai của mình, cưng như trứng là phải rồi. Người ta nói con cái là cục nợ đó. Ông Long vất vả lắm mới lập được đoàn kịch này, mong là đừng bị cậu ta phá hoại. Con cái là phúc, không phải là tội. Nghe người ta nói đổi tên có thể đổi giận luôn. Em không cần học bói cũng biết cái tên Long Diệu Trung hay hơn cái tên La Đức Trạch nhiều hơn.
là Đức Trạch nào đây? Tên thật của cậu Long đó, tạp chí có nói mà. Vậy có nói má hắn ta tên gì không? Là Mỹ Diễm đó, nghe thì phức tạp, nhưng mà chắc cũng có số hưởng. Dì già cũng giúp con nhận tổ quy tông. Vô sao không gõ cửa vậy? Nước ngọt của tôi đâu? Tại sao cậu phải làm như vậy? Tại sao cậu lại đối xử Đinh Tiểu Doanh như vậy cái chứ? Cái gì chứ? Ai là Đinh Tiểu Doanh? Đinh Tiểu Doanh mà cậu hại tới phải nhảy lầu tự tử đó. À, cô là má cổ hả? Cậu nhớ ra những chuyện xấu xa cậu làm rồi sao? Sao lại đối xử với con tôi như vậy chứ? Tôi đối xử với cậu thế nào chứ? Tòa án đã phán xét là tôi vô tội rồi, tức là tôi không có làm gì sai. Cậu có làm hay không trời biết đất biết, bản thân cậu rõ nhất. Doanh Doanh là do cậu hại chết. Là con người xấu xa như cậu đã hại chết con gái tôi. Bây giờ là tôi đẩy cậu xuống lầu sao? Bà cũng nói rồi là cậu tự nhảy xuống mà. Bà ở hiện trường bà thấy, sao không kéo cô lại chứ? Bây giờ vu khống tôi. Cậu cưỡng hiếp con tôi mà. Tòa án cũng phán xét chứng cứ không đủ rồi. Với lại chuyện tình ái nam nữ, sao bà biết cổ có tự nguyện hay không? Sao bà biết có phải cổ tự động leo lên giường quyến rũ tôi hay không chứ? Đồ đế tiện còn nói gì đó. Bút đi cái bà điên này. Chết đi. Tôi phải trả thù cho con tôi. Bà giết người rồi. Bữa đó tôi quá tức giận, không hề suy nghĩ gì là cầm kéo đâm vào. Nhưng tôi thấy máu của cậu ta cứ tuôn ra. Tôi sợ. Bắt đầu thấy sợ rồi hả? Tôi sợ. Sếp Quách, tôi không phải lần đầu thấy nhiều máu như vậy đâu. 16 năm trước tôi đã gặp rồi. 16 năm trước tôi đã không bảo vệ con tôi được. Nhưng trong ngày đó tôi cũng đã làm được chuyện mà một người mẹ nên làm rồi. Sau khi cô giết người rồi trở về phim trường sao? Tôi thấy bao tay của tôi dính đầy máu của hắn ta. Tôi thấy bẩn thỉu quá. Tôi đã đi nhà vệ sinh một hồi. Mọi người hỏi tôi đã đi đâu thì tôi nói tôi bị đau bụng. Cô nói là cô đã đâm vào bụng của Diệu Trung một nhát. Vậy còn vết ở trên cổ thì sao? Cổ? Không có. Tôi đâm vào bụng là đã chết rồi mà. Cô không có đeo mặt nạ cọp, khóa gì xích cho Long Diệu Trung hay sao? Tôi có nghe chị Quần nói. Tôi không biết tại sao hắn ta lại chết như vậy. Sao cũng được hết, quan trọng là hắn ta đã chết rồi. Long Diệu Trung và Tình Thiêu Bảo cũng đã uống ly trà sâm có độc, không phải cô làm sao? Anh Bảo chết như thế nào tôi không biết, quan trọng là tôi đã trả thù cho con tôi là được rồi. Vấn đề cuối cùng, cây kéo đó cô xử lý như thế nào? Tôi đã để lại ở trong phòng trang điểm, không có đem theo nó. Nếu như chị Khanh không nói dối thì còn một hung thủ khác nữa. Vậy thì đã giải thích được tại sao có sự sơ suất của 15 phút đó. Nhóm máu đầu tiên là do cây kéo của chị Khanh đâm vào mà ra. Nhóm máu thứ hai là sau 15 phút Long Diệu Trung trong lúc tỉnh dậy đã gọi điện thoại cầu cứu để lại. Nhóm thứ ba là một người khác đâm vào cổ khiến động mạch máu bị bể, khiến máu tuôn trào ra. Nhưng nhóm thứ tư rốt cuộc là hình thành thế nào vậy? Long Diệu Trung là bị cắt cổ bể mạch máu mà chết. Nhất định máu chảy rất nhiều. Hung thủ trong lúc ra tay chắc chắn né không khỏi bị máu bắn trúng. Như người đầy máu rất khó mà không phát hiện ra được. Được chứ? Chỉ cần chất liệu áo là phòng chống nước là được.
anh nói đúng rồi đó. Nhóm máu này là như vậy mà ra. Hung thủ khi hành hung là mặc một chiếc áo chống thấm nước. Tấm hình này là đoàn kịch viên trong đoàn trước khi quay phim. Trong đội chỉ có Huỳnh Lập Cường mặc cái áo khoác đỏ, nhưng có phải chống thấm nước hay không thì chưa biết được. Tôi nhớ là trong lúc ghi âm, hắn ta không mặc áo khoác này mà chỉ mặc cái áo thun bình thường. Cô khẳng định không? Hắn ta mê tín quá mà, tôi đặc biệt chú tâm vào hắn ta. Tháng trước bộ phim mới ra lò, đang cúng kiến mà cậu Long nhỏ nói điện thoại lớn tiếng cho nên bị như vậy đó. Chính xác, cậu ta thực sự không mặc áo khoác đó. Phim ngày hôm đó đã quay được Huỳnh Lập Cường. Trước án mạng có khoác áo, sau khi án mạng thì đã biến mất. Áo khoác bị mất tích đã khiến cho hung thủ không thể thoát được. Chúng tôi một lát tập diễn thử. Anh Cường chắc ở bên trong đang dọn đạo cụ âm nhạc. Đây nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.